Xin chào các bạn. Cơ sở đồ gỗ Mạnh Sơn bên em hôm nay xin giới thiệu tác phẩm Di Lạc Ngũ Phúc Phác Cành Đào, được chế tác từ chất liệu gỗ cẩm lai nguyên khối 100% ạ. Sản phẩm có kích thước cao 1 m, rộng 65, sâu 25, được làm rất là tỉ mỉ và công phu ạ. Vân gỗ cực kỳ đẹp ạ, diện mặt cực kỳ thần thái và nụ cười rất là hoan hỉ ạ. Các bác có thể ngắm ạ, đây ạ, những cái vân cẩm rất là đẹp ạ. Dạ vâng, để bây giờ mà kiếm được một khúc gỗ cẩm lai mà vân đẹp như thế này và to mà hàng hộp như thế này là rất là khó, rất khó nha các bác nha. Vâng ạ. Form dáng của tượng rất là cân kiện, các bác kê ở nhà cũng rất là dễ. Ngoài ra thì nó rất bắt mắt, những cái form cảnh chính, bối cảnh chính được bày hết ở trước mặt chính vì vậy các bác kê hàng nhìn rất là bắt mắt. Dạ vâng ạ. Sản phẩm được đục tay hoàn toàn 100% và đục tứ diện ạ. Đây các bác có thể thấy từng cái đồng tiền em chặt cũng nổi lên hết này, rất là kỹ ạ. Nét quần áo rất là bay bay bướm ạ. Dạ vâng ạ. Trẻ con cành đào cũng được bố trí rất là hài hòa. Ok, để em gọi sẽ quay một vòng cho các bác cùng ngắm ạ. Đây là phía sau đây ạ, gỗ hoàn toàn đầy đặn và đục tứ diện cả trước cả sau ạ. Những sản phẩm đục tứ diện thì rất là giá trị. Gỗ cẩm lai thì lại cực kỳ quý hiếm nên để sản phẩm này ở trong gia đình thì rất là đẳng cấp ạ. Để có giá tốt nhất, các bác xin vui lòng liên hệ đồ gỗ Mạnh Sơn bên em để có giá ưu đãi nhất ạ.